xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trội. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Gian lao bao hiểm nguy, bao bùng phong ba, càng yêu quê hương, yêu thiết tha biển quê nhà. Tàu ai ra khơi đã quay về, về tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Trong lòng ta nhổ neo ra khơi, ta tiến về chân trời xa xôi, tìm trong mênh mông những sinh linh đang nổi trội. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tạo ra. Tránh bão giông, ngược đoàn tàu đi, ta lướt nhanh về phía biển đông. Cứu người gặp nạn trên biển cả, tấm lòng người chiến sĩ tàu xa. Anh đọc đi. Cái này. Cái gì thế? Để anh khỏi phải suy nghĩ về vợ anh nữa thôi. Nhưng anh đâu có nói gì về việc chúng mình chưa sinh con. Còn gia đình, bố mẹ và mọi người trong nội tộc của mình nữa. Mọi người nhắc đến nhiều chuyện mình chưa có con. Pha này,
chúng mình yêu nhau, rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Có phúc thì cùng hưởng, mà nếu bất hạnh thì cùng phải chịu chứ. Sao ông lại nhìn chúng tôi như thế? Nói thật với hai ông, khi nghe các ông nói các ông là thủy thủ của tàu không số, tôi ngạc nhiên vô cùng. Vì sao thế ông? Vì tôi có nghe nói về các thủy thủ của tàu không số trong những năm đất nước còn chiến tranh. Thú thật là tôi kính nể các thủy thủ của tàu không số vô cùng. Các ông thực sự là những người anh hùng. Từ lúc tôi gặp ông xe ôm, tôi cứ luôn nghĩ tới một người. Ai vậy anh? Đó là Trung úy Sáu Hòa. Ông có thấy ông ta giống Sáu Hòa không? Người mà chúng ta từng đối mặt ở trên biển không? Thực tình em cũng không thể hình dung ra khuôn mặt Sáu Hòa. Hơn nữa em cũng chẳng để ý đến ông ta. Còn tôi khẳng định ông già xe ôm là Trung úy Sáu Hòa, người đã tha mạng sống cho quân ta lẫn quân địch cái năm ấy. Thế sao anh hai không hỏi thẳng luôn anh ta? Việc gì phải đoán già đoán non cho nó mệt đầu óc ra? Em nghĩ rằng không phải là ông ta. Nếu là ông ta, chắc ông ta sẽ nhận ra chúng ta ngay. Nếu chúng mình có một đứa con vào lúc này, thì cuộc sống sẽ yên tâm hơn, công tác sẽ tốt hơn. Và dòng họ, gia đình sẽ chẳng còn chuyện gì để xì xào và bàn tán nữa. Phải không anh? Kệ họ. Họ thích thì họ cứ xì xào bàn tán. Nhưng anh phải nghĩ đến em. Nghĩ đến nguyện vọng chính đáng của gia đình anh nữa chứ. Anh luôn nghĩ về em. Anh chỉ có em là người vợ duy nhất trên cõi đời này. Điều đó em không phải lo. Nhưng mình muốn biết thời gian cậu ở ngoài ấy kia. Thì qua Hùng, em cũng làm quen được với mấy thủy thủ cùng đi biển. Em trong vai thất nghiệp nên phải nhờ Hùng giới thiệu để lên làm việc ở trên tàu của lão Trần Công Chuẩn. Sau đó em mới lân la dò hỏi. Nhưng mà hình như là lão Chuẩn dặn bọn đàn em giấu tất cả mọi chuyện kín như bưng. Em không có cách gì dò được thông tin. Vậy sau đó cậu làm thế nào để mò ra cậu tới? Và bằng cách nào cậu đã thuyết phục cậu tới để đứng ra làm chứng cho chúng ta? Việc ấy cũng do may mắn thôi. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc đi nhậu về. Mấy thằng thủy thủ rủ nhau đi chơi gái bãi biển. Em vì phải lo nghĩ cho nên không tham gia, tách ra đi lang thang ngoài bãi biển. Anh ơi, sao ngồi một mình thế? Vui vẻ không? À, không, tôi không có nhu cầu ấy. Trông anh hình như không phải là khách du lịch. Vâng, tôi là thủy thủ đi biển. Cái gì? Thủy thủ đi tàu lên bờ mà lại không có nhu cầu vui vẻ á? Anh làm em khó tin quá. Sao lại khó tin? Không lẽ cô nghĩ dân thủy thủ chúng tôi đều là như thế sao? Thì đại đa số vẫn thế. Các anh linh đênh trên biển lâu ngày, giờ lên bờ cũng phải vui vẻ chút chứ. Em thấy việc đấy cũng bình thường mà. À, em thấy anh hình như đang có việc gì phải suy nghĩ phải không? Hay là anh đang hẹn hò ai đấy? Không, bỗng dưng tôi thích ngồi một mình thôi. Thích ngồi một mình?
Lạ thật đấy. Có gì đâu mà lạ. Đôi khi con người cũng phải đối diện với chính mình chứ. Anh nói hay thế. Em ngồi đây với anh được không? Không sao, mời cô. Nhưng tôi cũng đang thấy làm lạ về cô đấy. Lạ gì hả anh? Theo như tôi được biết, thường thì các cô gái làm nghề như cô bao giờ cũng có chủ, tức là người quản lý ấy, ở khách sạn hay nhà nghỉ đàng hoàng. Vậy mà tại sao cô phải đi tìm khách ở tận ngoài này? À vâng, cách đây một tháng thì đúng thế. Nhưng bây giờ em tự do rồi, làm ăn cả mà anh. Ở ngoài này có kiếm được khách không? Thì cũng hay gặp những người như anh ngồi đối diện với chính mình. Đây rồi. Vậy hả? Sao vậy? Con kia, làm gì ở đây? Dạ, em đi khách ạ. Mày biết đây là bãi của ai không? Dạ, biết ạ. Vậy thì lượn đi con danh. Nếu mày không muốn vào viện như lần trước nhé. Dạ, để sau khi đi khách đã anh nhá. Lượn ngay. Thật sự em không còn đồng nào. Để lúc nữa đi anh. Con này làm bèm quá. Mày. Anh ơi. Khoan đã, các anh định làm gì thế? Không phải việc của ông, cút ngay. Dã cho trận giờ. Nhưng cô gái này tôi bao rồi. Làm luật bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cô ấy. 100.000 nộp đi. Đấy. Được chưa? Không anh ơi, bên bãi chỉ 50.000 thôi. Rồi. Không sao, coi như thêm tiền thuốc nước. Ok. Cảm ơn ông anh, chúc anh vui vẻ nhé. Sao anh lại thế? Cô hỏi vậy là sao cơ? Ý tôi là sao anh lại trả tiền cho tôi? Anh đâu có ý định vui vẻ với tôi. À, hay là bây giờ anh đã thay đổi ý định? Nào, đi theo tôi. Tôi sẽ cho anh đến một nhà nghỉ sạch sẽ. Không, tôi đưa tiền cho chúng nó là chỉ vì tôi không muốn cô bị chúng nó đánh thôi. Còn chuyện kia tôi tuyệt nhiên không có ý gì khác cả. Vậy chứ đêm nay anh nghỉ ở đâu? Thật sự thì cũng chưa biết. Tôi định gọi xe về tàu thôi. Tàu tôi đang neo ở cảng Đình Vũ. Nếu anh không chê thì mời anh về chỗ em. Anh yên tâm, vui vẻ không thì tùy anh. Nhưng bỗng dưng đêm nay muốn nói chuyện với anh cho đỡ cô đơn. Vậy thôi. Được thôi. Tốt hơn hết là mình về chỗ nhà nghỉ nào sạch sẽ, chỗ em vừa nói ấy. Hay quá. Vậy anh đồng ý vui vẻ với em đêm nay chứ? Không, thì như em nói, em cô đơn, anh cũng cô đơn. Mình chỉ trò chuyện cho vui thôi. Tuyệt nhiên không có khoản kia đâu đấy. Nhưng em yên tâm, anh sẽ trả tiền bao em đêm nay. Cái đó thì tùy anh. Nhưng nếu có gì thì em cũng không lấy tiền của anh đâu. Nào, đi thôi anh. Này, vậy là đêm hôm ấy cậu ngủ với cô ta? Vâng, có thể nói như vậy cũng được. Nhưng anh có tin không? Cái mục kia tuyệt nhiên không có. Nam cô, nữ cô, biết man cỗ lúc nào. Đùa thôi. Nhưng mà tôi tin cậu. Này, nhưng tiếp theo thế nào? Vâng, đêm hôm đó cô ấy đã dẫn em vào một nhà nghỉ ở gần bãi biển. Ok em, anh đã nói rồi mà. Thói quen của em thôi. Để mặc vào nhé. Ừ, mặc vào. Thôi kệ, em cứ để thế này. Biết đâu tí nữa anh lại thay đổi ý định, lại vui vẻ với nhau thì sao? Không, em hãy mặc quần áo vào đi. Alo, Hùng đấy à? Mình đang ở bãi biển. Chưa có thông tin gì. Có gì mình sẽ gọi cho cậu. Nói chung là
Bọn thủy thủ tàu vốt cô nó kiên tiếng lắm. Ừ, có tin gì mới mình sẽ gọi cho cậu ngay. Ừ. Phòng này sạch sẽ anh nhỉ? Mình uống bia nhá. Ừ. Quê em ở đâu? Quê em ở xa lắm. Chỉ dặn toàn núi vào núi thôi. Vậy duyên cớ nào mà cuộc đời lại xô đẩy em đi làm thế này? Cũng có nhiều lý do lắm, nhưng tóm lại là do nghèo, mà nhà em lại đông con, nên em phải đi làm việc thêm để giúp gia đình thôi. Giúp gia đình? Vậy là gia đình em cũng biết em làm thế này ư? Không. Bố mẹ và gia đình em tưởng em xin được việc làm ở trên này, vì hàng tháng em vẫn gửi tiền về. Thậm chí là bố mẹ em còn tậu được cả 2 con bò, là do tiền em gửi về đấy. Vậy là em giỏi đấy. Chứ anh tưởng ăn chơi hết tiền rồi chứ. Mà em cố gắng dành dụm rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Vâng, em cũng biết điều đấy mà anh. Mà hình như anh đang đi tìm ai hả? Sao em biết? Thì anh vừa gọi điện cho ai đi thôi. Em cũng nghe được mà. Gọi cho ông bạn thôi. Anh tìm ai trên tàu vốt cô à? Em cũng biết dân thủy thủ tàu vốt cô à? Cậu ấy thường hay lên đây quậy phá mà. Thế anh muốn tìm ai trên tàu vốt cô đấy? Sao? Tàu vốt cô năm 1958. Em biết tàu ấy à? Ôi giời ơi, em còn lạ gì. Mới đây thôi, các bố còn ở đây mà. À vậy à. Em có nhớ thời gian cụ thể vào ngày tháng năm nào không? Cụ thể thì em cũng không nhớ, nhưng có một người rất yêu em. Lần nào đến đây anh ấy cũng chỉ đi với mình em thôi. Anh ấy là thợ máy dưới tàu vút cô năm 1958. Vậy ư? Tốt quá, em là cứu tinh của anh rồi. Và sau đó em đã lần ra được cậu Hiền. Và may mắn thay, em lại biết cậu Hiền là học trò của anh Lân. Và sau đó thì anh biết hết rồi còn gì nữa. Cậu đúng là Hiền gặp lành. Phải nói là tàu xa 274 của chúng ta gặp lành. Vì chúng ta chuyên làm phúc mà. Cậu nói đúng. Kìa, uống đi chứ. Dạ vâng. Ôi chà, to đẹp quá. Ai chà, trung tâm cứu nạn này to lớn và khang trang quá chú nhỉ. Vâng, đây là trung tâm cứu nạn khu vực 2 đấy anh. À, này này, lỡ chiều nay chú Vũ chú bận thì sao? Đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Vâng. Tôi với chú Vũ sẽ phải đề nghị lên các cấp nhà nước. Nỗi oan khuất của chú là không thể chấp nhận được. Tôi thấy nó nhức nhối lắm. Phải trả lại sự công bằng cho chú. Đó là công việc cần phải làm ngay. Có nên không anh? Chuyện của em đã qua lâu rồi. Chẳng qua cái số của em nó vất vả. Theo em thì... Đó không phải là việc của chú. Tôi là thủ trưởng trực tiếp của chú. Vâng. Còn chú Vũ là người đồng đội cùng đơn vị chiến đấu với chú. Tôi có trách nhiệm xác minh điều đó. Tôi và chú Vũ sẽ gửi đơn lên các cấp nhà nước. Vâng. Phải trả lại danh dự cho chú. Đó là lẽ công bằng và cũng là đạo lý làm người của chú ạ. Cảm ơn bác ạ. Hai ông vừa nói đến chuyện oan khuất. Nếu mà hai ông không giữ kín thì có thể nói cho tôi nghe. Chả có gì phải giấu kín cả. Vâng. Lát nữa tôi sẽ kể chuyện cho ông nghe. Còn bây giờ tôi tạm biệt ông. Chúng tôi còn phải vào trung tâm. Chúng tôi phải vào trong đó. Vâng, vâng. Thôi, hai chú ở lại đây nhá. Đấy, anh nhìn xem. Ta vào đi. Anh chàng thế đấy. Đi luôn này, qua cổng thường trực đã.
Dạ thưa anh duyệt phần kinh phí đầu tư thiết bị, nguyên liệu cho các tàu thường trực ra khơi làm nhiệm vụ trong bão lũ. Theo em, đây là việc cần làm ưu tiên số 1 đấy ạ. Còn một việc nữa cũng cần phải được ưu tiên số 1. Dạ, chào chào hai bác ạ. Dạ, chúng ta đã thống nhất từ hôm qua là hết giờ làm việc, em sẽ cho xe đến đón hai anh đi ăn trưa mà. Nhưng có việc đột xuất, hai anh em chúng tôi phải đến gặp chú. Dạ, hai chú ở đây nói chuyện, cháu xin phép đi làm việc. Chuyện gì thế anh? Thế này chú Vũ ạ, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm đề nghị lên các cấp chính quyền và nhà nước để trả lại sự công bằng cho chú Đình, ít nhất là về danh dự của chú ấy. Em đã soạn xong văn bản đề nghị rồi, hiện nay đang nhờ các cháu nó gõ vi tính giúp. Thế ra là chú đã... Em đang tranh thủ còn ít tháng nữa thì nghỉ hưu, nhưng trước khi nghỉ hưu thì phải làm xong việc của anh Đình. Vấn đề là ở chỗ anh Đình phải làm ngay một cái đơn đề nghị và phải có chứng thực từ xã lên đến tỉnh, ngày tháng năm nhập ngũ, thuộc đơn vị nào, đóng quân ở đâu và tham gia chiến đấu bao nhiêu trận, bị thất lạc đơn vị từ ngày nào, bị bắt đi cải tạo lao động từ ngày nào đến ngày nào. Về phía đơn vị thì anh Thạch là lãnh đạo trực tiếp, phải có đơn xác nhận. Về phía đồng đội cùng đơn vị chiến đấu thì em xác nhận. Thế ra chú đã tính toán kỹ thế rồi kìa. Thì chỉ còn có việc đó. Trước là trách nhiệm, sau là tình cảm đồng chí anh em. Để sau này có về nhà chăn gà, nuôi heo, cũng cảm thấy lòng mình thanh thản. Thôi nhá, hai anh lên phòng em uống nước. Thầy ơi. Hả? Cháu chào hai bác ạ. Chào cháu. Thầy cầm lấy một ít tiền xem có tiêu gì thì tiêu ạ. Thầy có tiền rồi. Thầy cứ cầm lấy. À thầy, thế sau đây thầy với bác đi đâu ạ? Bây giờ thầy lên uống nước với chú Vũ, sau đó rồi đi tham quan thành phố thôi. Nhưng con mời thầy và bác chiều nay về nhà con ăn với vợ chồng con bữa cơm ạ. Được rồi, về lúc nào thầy ăn lúc đó, anh chị khỏi phải chờ. Thầy dạ. Đi nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, có thế chứ. Chú Vũ lo xếp mọi việc đâu vào đó. Chu đáo thật đấy. Bác thấy không? Đầy đủ tất cả, không phải lo cái gì cả. Dạ, hai ông này chờ lâu quá. Cậu có sốt ruột không? Không sao. Thế các ông đã làm việc xong chưa? Có việc gì đâu mà làm. Thế bây giờ hai ông định chở tôi đi đâu đây? Thế bây giờ thì chúng tôi chở các ông đến miếu thờ Đức Ông nhá. Lạ nhỉ, sao ông biết chúng tôi muốn xuống miếu thờ Đức Ông để thắp hương? Chẳng lẽ các ông đã đến đây rồi mà lại không đến miếu thờ Đức Ông, nơi mà chính quyền địa phương đã quy tập các anh hùng liệt sĩ của tàu không số năm xưa hay sao? Đúng, việc nó nên làm. Thôi, chúng ta đi chứ. Này, chú lại quên rồi. Chú Vũ hẹn chúng ta ngày mai chú ấy đưa chúng ta đi cơ mà. Hả? Em quên mất. Thế thì bây giờ tôi đưa hai ông đi ăn bánh xèo nhá. Thế thì còn gì bằng hả? Ta đi nhá. Vâng. Ấy khoan khoan, các ông nhớ này, hôm nay là để tôi đãi các ông đấy. Ôi chuyện nhỏ. Thôi, ta đi đi. Lên đi. Ta đi thôi. Chú đang nghĩ gì đấy hả? Cũng không có gì. Thôi, chú đi nghỉ sớm cho khỏe ạ. À, chú ơi. Hả? Cháu để chai rượu trên bàn ăn đấy. Cả đồ nhắm nữa. Nếu chú muốn uống, chú cứ tự nhiên chú nhá. Chú cũng đang say đây. Hôm nay thầy cháu ép chú uống nhiều quá. Không uống, ý, sợ ông ấy giận. Thành thử. Dạ, tính thầy cháu thế đấy chú ạ. Quý ai thì quý ra mặt, mà ghét ai thì cũng khiếp lắm. Thế chị tưởng tôi không biết tính ông ấy hay sao? Dạ thôi, cháu xin phép chú ạ. Khoan đã chị Nhung. Chị ngồi xuống đây.
Cho tôi hỏi một câu chuyện đã. Dạ, có chuyện gì đấy hả chú? Tôi nói cái chuyện thường ngày hai em nó có đến chơi và thăm anh chị không? Là tôi nói chuyện vợ chồng thằng Đàm ấy. Ôi, cháu lại cứ tưởng là chuyện gì. Cũng thỉnh thoảng thôi chú ạ. Hơn nữa, bây giờ chúng cháu liên lạc với nhau qua điện thoại là chính. Việc gì không nói được qua điện thoại, lúc đó chúng cháu mới gặp nhau. Thế có bao giờ vợ chồng nó tâm sự với anh chị về cái chuyện... Chuyện gì hả chú? Về cái chuyện vì sao chúng nó sinh nở muộn. Ôi, cháu lại cứ tưởng chú hỏi chuyện gì quan trọng lắm cơ. Thì còn cái chuyện gì quan trọng bằng chuyện đó. Chị cũng biết rồi đấy. Thằng Đàm là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó thì ở trong này, vợ chồng tôi thì lại ở quê với hai tấm thân già. Nếu có một đứa cháu nội, chắc chắn chúng tôi cũng bớt phần cô quạnh. Nhưng chúng tôi cứ mong mãi mà vẫn chưa có. Thú thực với chị là chúng tôi sốt ruột lắm. Bằng tuổi với nó, con nhà người ta, đứa nào cũng có hai đứa rồi đấy. Đằng này, đến một đứa cũng không có cho ông bà bế. Thì hỏi chị, làm sao chúng tôi không sốt ruột được chứ? Chú thím cứ yên tâm. Chuyện đó chắc cũng trong năm nay hoặc sang năm thôi chú ạ. Hơn nữa, các em cũng còn trẻ. Chú thím đừng có lo nghĩ quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đúng là thế hả chị? Chỉ trong năm nay hay sang năm là chúng tôi có cháu nội bế hả chị? Vâng, cháu nghĩ là như thế ạ. Mà có chắc không? Hay lại... Mà tôi đã từng nghe các em nói rồi. Sang năm, rồi lại sang năm. Mà có thấy gì đâu. Này, chị cho tôi hỏi một câu nhé. Dạ, chú cứ hỏi đi ạ. Chắc chắn là các em nó có khả năng sinh nở bình thường như mọi người, phải không chị? Dạ vâng, cháu cũng nghĩ thế. Thú thật là chú cũng chưa tin lắm. Nếu như ông trời bắt các em nó không được bằng chị, bằng em, thì ông cũng là cái số chú nó hầm hiu. Chứ làm sao bắt các em nó chia tay như ý của thím được. Chú nói sao cơ? Thím cháu... Ấy chết! Tại chú muốn nói với thím ở nhà quê, hay sốt ruột muốn có một đứa cháu nội, cho nên nhiều lúc cũng có suy nghĩ tiêu cực, rồi lại hay nghe nhiều người ở làng đồn đại cô Thoa giống bà mẹ, khó sinh nở con. Thế mẹ của em Thoa cũng hiếm con hả chú? Không hiếm, nhưng chỉ hai đứa con gái thôi. Em Thoa là cô chị, cô em gái lấy chồng sau, nhưng đẻ được hai con rồi. Một gái, một trai. Cứ cho là em Thoa, nó cũng có khả năng sinh đẻ bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng chú thím sợ em Thoa nó giống bà cụ thì... Xin chú cứ yên tâm đi. Cô chú ấy có thể muộn màng hơn so với người khác, nhưng chắc chắn cô chú ấy không thể là người vô sinh được đâu chú ạ. Chính cháu đã đưa em Thoa đi khám mà. Bác sĩ khẳng định em Thoa hoàn toàn có khả năng sinh nở bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thật thế hả chị? Dạ, cháu không dám nói dối một chuyện lớn như vậy đâu chú ạ. Thật vậy không? Thôi được rồi, chị cứ để cho chú ngồi ở đây. Khi nào mệt, chú đi nghỉ hả? Dạ, vâng ạ. Thế cháu xin phép ạ. Dạ. Các con ngủ cả rồi em à? Em làm sao thế? Em lo cho cô Thoa quá. Sợ cô chú ấy trục trặc trong chuyện sinh nở thì khổ thân cho cả hai đứa. Tưởng làm sao? Chắc không có chuyện gì đâu em à. Khổ. Lấy nhau mấy năm rồi mà vẫn không có con.
Ông bà Đình lo lắng sốt ruột, muốn có cháu bé lắm rồi, anh có biết không? Thôi mà, đi ngủ đi bà xã. Nếu ngày mai anh cứ quyết không đến bệnh viện khám, em sẽ... Em sẽ sao? Em nói cho anh nghe xem nào. Em nói toạc ra đi. Em sẽ... ly dị anh. Ok, anh đồng ý. Chúng mình sẽ ly dị. Em viết đơn đi, anh sẽ ký. Không, anh viết, vì anh là người có lỗi với em. Không, em mới là người có lỗi. Em không sinh được con là do anh. Do em. Do anh. Do em, tại em. Sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường. Nếu em không tin, anh đi lấy vợ khác cho em xem. Ừ, tôi cũng sẽ lấy chồng khác cho anh xem. Tốt thôi, khi đã chia tay thì đường ai nấy đi. Em sẽ chứng minh em là người phụ nữ có thể sinh con hoàn toàn bình thường cho cả họ nhà anh đấy. Cô... Thủy Tiên, đứng ở đây nhìn về phía trung tâm thì mới hiểu là các lãnh đạo của ta chọn xây trung tâm ở đây thật là giỏi. Em nhìn xem, đẹp không? Hoành tráng không? Anh chỉ khéo khen phò mã tốt áo. Bán đảo Sơn Trà của chúng ta là một trong những bán đảo đẹp nhất nước rồi. Này nhá, biển xanh, cát trắng, nước biển lại sâu, rất thuận lợi cho tàu thuyền ra vào tranh bão. Em nói đúng lắm, nhưng vẫn còn thiếu hai điều. Điều gì vậy? Điều thứ nhất, thành phố của chúng ta có thể được gọi là thành phố của những cây cầu. Đúng, rất đúng. Thế còn điều thứ hai hả anh? Điều thứ hai à? Con người ở đây rất hiền hòa, rất tốt bụng, như những ngày biển lặng. Và đặc biệt là có những cô gái xinh đẹp như em. À, này nhá, có muốn thành bão không? Bình thường thì hiền thật đấy, nhưng khi dông bão lên á thì cũng hơi bị đáng sợ đấy. Cánh thủy thủ bọn anh ấy gọi điều đó là... là gì em biết không? Là gì? Là bão trong yên lặng đấy. Bão trong im lặng? Bão trong im lặng là sao? Thì bọn anh vẫn đùa với nhau rằng con tàu của bọn anh ấy có thể vượt được qua cơn giông bão để cứu người. Nhưng có những cơn giông bão khác, những cơn bão của cuộc sống, của gia đình, của xã hội, đôi lúc bọn anh lại không thể vượt qua được. Anh nói hay quá, cứ như nhà văn ấy. Mà kìa anh, hình như là chị Thoa, vợ anh Đàm. Đúng rồi, mà sao chị lại ngồi đây một mình để làm gì nhỉ? Để anh gọi cho anh Đàm. Ơ kìa, nhỡ chị ấy đi chùa thì sao? Anh gọi cho anh Đàm làm gì? Không, em cũng biết đấy thôi. Bọn anh trên tàu là một tập thể. Một người vì mọi người vì một người. Wow, em hiểu rồi. Có phải không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, có phải không? Em giỏi thật đấy. Chuyện. Thế mới đúng là tình yêu của thủy thủ tàu xa chứ, nhờ. Để anh gọi điện đã. Alo anh Đàm à? Ừ. Anh đang ở đâu thế? Anh đang trên đường về em ạ. Anh ơi, có chuyện này. Em gặp chị ở trên chùa Linh Ứng. Nhìn chị lạ lắm. Ờ, được rồi, anh sẽ đến ngay. Dạ vâng, vâng, em chào anh. Cảm ơn em. Anh Đàm sẽ đến đây bây giờ. Mình đi đi. Thank you.
Sam lại ngồi đây. Anh em đi lễ. Nơi đây bình yên quá nên em ngồi lại một chút. Anh đi đâu vậy? Anh đi tìm em. Tìm em à? Em đi lễ xong rồi em về. Sao phải đi tìm? Thôi, mình về đi anh. Khoan đã, ngồi đây đi em. Cũng lâu rồi vợ chồng mình không đi đâu. Khó có cơ hội ngồi với nhau như thế này. Anh làm em ngạc nhiên lắm đấy. Có chuyện gì không anh? Gần đây em lạ lắm. Em có biết không? Anh nói sao ạ? Em ít nói, hay trầm lặng, không vui vẻ như ngày xưa. Có chuyện gì vậy em? Không, không có chuyện gì đâu anh. Mình về thôi. Không, em ngồi xuống. Hôm nay trước sân chùa, anh và em phải nói chuyện cho ra nhẽ. Chứ sống thế này mệt mỏi lắm. Có chuyện gì em nói đi. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Có gì mà lại không xứng đáng chứ. Chúng mình yêu nhau, lấy nhau, thề chọn đời sống với nhau. Có thể ông giời kia chưa công bằng vì không cho mình có con. Nhưng không sao, có con cũng tốt, mà không có con lại càng tốt hơn. Chúng mình mãi mãi là vợ chồng son, không bận bịu, phải không em? Không, em không muốn như vậy. Em muốn già đi vì chồng vì con. Thôi nào, nói vậy thôi nhưng mà anh tin. Anh tin ông giời kia có mắt, sẽ đoái hoài đến vợ chồng mình. Em đừng thế này nữa. Đừng lặng lẽ trầm ngâm. Anh muốn ngôi nhà của mình tràn ngập tiếng cười của em. Còn nghi ngờ gì, họ từng là đồng chí, thậm chí từng là chỉ huy trực tiếp của mình một thời. Sẽ ra sao nếu như giờ đây gặp lại họ? Toàn bộ bí mật về quá khứ của cuộc đời mình sẽ bị phơi bày. Nhưng sao họ lại có mặt ở đây cơ chứ?
ta chuẩn bị xuống tàu ra khơi. Dạ vâng vâng vâng. Cậu biết không, bao nhiêu công sức tiền của mới có được một chuyến hàng đưa vào Nam đấy. Mà 10 chuyến may ra vẫn có một vài chuyến thoát khỏi vòng kiểm soát của địch. Thật à? Cậu chưa biết thật sao? À đúng rồi, chắc cậu chưa ra khơi lần nào nên cậu chưa biết đấy thôi. Cả một chuyến tàu chở vũ khí hiện đại thế này mà rơi vào tay địch thì hóa ra gây ông đập lưng ông à? Làm gì có chuyện ấy. Nếu chẳng may tàu của ta bị lỗ ấy, thì trước khi rơi vào tay địch ta phải cho tàu nổ tung ngay. Nghĩa là ta phải hy sinh à? Đúng thế, ta hy sinh địch cũng ta sắp pháo. Đồng chí Đình. Dạ. Đồng chí đi theo tôi. Alo, tôi nghe đây. Dạ, thưa tổng giám đốc, cuộc họp sáng nay thế nào ạ? Không thay đổi. Có điều tôi sẽ đến muộn hơn mọi khi một chút. Thế nhá. Dạ vâng ạ, tôi sẽ báo cho mọi người ạ. Dạ vâng, chào ông. Thank you.